Anh bấm vào chữ P rồi, anh bấm P để đèn nó không nháy nữa thì mới đi tiếp rồi. Hai bạn nhìn bác cười cái nào? Hai bạn nhìn bác cười nào? Anh đi ra nào cho hai em đi. Đi tránh đường, chắn đường luôn. Đi gọn vào, đi vào một mé à. Không có mặt đầy đâu. Thanh lá nha. 4 tâm tên lá thôi. Cũng ngồi vào cũng bấm luôn nhỉ. Xe đạp rồi đua với ô tô à? Nhà anh sau mang ô tô ra, anh sau đã đi đua với các em à? Cái này tải trọng được khoảng bao nhiêu cân? Khoảng 50 đến 60 cân. Tầm khoảng tầm 50 cân. B là tạm dừng ạ? Vâng. F là... tốc độ. F là tốc độ ạ? Vâng. Nháy hai lần rồi. Không, mà anh cứ bấm một lần một, nó một đèn là đi chậm nhất, hay hai đèn là vừa, ba đèn là đi nhanh. Nào, sao? Nào hai bạn xe đạp tránh đường cho xe đi nào. Một anh chặn đầu, một anh chặn đi, định ca khịa phải không? Ơi sâu kia. Hai ông này làm sao cứ chặn. Sao? Kiểu muốn cà khịa đây mà. Hai anh có hai ô tô không mang đi. Toàn đi chặn đầu thôi. Xong rồi, không chiều nghe.